yêu. Xin chào tất cả các bạn thân yêu. Em lên trường học, học lớp 9A, muốn làm bác sĩ nên chọn ngành y. Tôi là Lily, tính hết như mì, muốn làm ca sĩ, có đều mắt đi. Tôi quyết tại viện 9A, vừa yêu thiết tha, công nghệ dày ra. Học anh Tuấn, chụp ảnh bé hồng. Tôi mau tới. Xoay kể nói suốt ngày, giấc mơ sau này nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Đó là lời dân dạy quý báu mà ông cha ta đã lưu truyền qua bao thế hệ. Khuyên chúng ta nên tìm cho mình một hướng đi, một công việc ổn định, rèn luyện tay nghề cho đến nơi đến chốn. Đứng trước ngưỡng cửa nghề nghiệp, hẳn các bạn có rất nhiều băn khoăn, trăn trở. Lựa chọn định hướng nghề nghiệp là sự cân bằng giữa năng lực, sở thích cá nhân với điều kiện kinh tế gia đình và nhu cầu của xã hội. Chương trình giáo dục hướng nghiệp trong trường phổ thông sẽ giúp các bạn trang bị kiến thức có để có lựa chọn phù hợp nhất. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn theo dõi tiểu phẩm truyền thông hướng nghiệp với chủ đề Ai cũng có nghề phù hợp. Trong cửa ra chắc mình muốn làm bác sĩ nhưng mà cần phải học thật giỏi. Đằng này mình chưa giỏi nên phải làm thế nào? Mình đích hát là muốn kiếm thật nhiều tiền, nhưng mối đời đau hát của mình như là dạy chim bay. Còn tôi chắc học hết lớp 9 thì nghỉ ở nhà thôi. Sao lại nghỉ? Lấy vợ à? Không. Vì nhà tôi nghèo, bố mẹ thì làm nông, không có đủ tiền để nuôi tôi ăn học. Mình thì học kém, đang học xong đi làm thợ xây, cũng vừa kiếm tiền của bố mình thôi. Còn bạn thì sao ha? Mình chưa kết thúc, mình học tốt các môn tự nhiên, chắc mình nên học cấp 3 thôi. Mình học kém vậy, các bạn nói xem mình có nên đi học trường trung cấp nghề không nhỉ? Vì mình muốn sau này có cái nghề dắt lưng đứa cũ. Hay là chúng mình đi làm công nhân hay bốc bán gì đó nhờ? Nếu sau này không đủ điều kiện để lên đại học, sẽ lên học cao đẳng để liên thông, đại học có được không? Mà ra trường có xin được việc không nhỉ? Hay là chúng mình cùng đi gặp cô giáo đi. Ước mơ không chỉ là ước mơ khi đường đến còn gặp viên trang. Chào cô ạ. Em ngồi xuống. Vừa nãy ở ngoài kia cô đã nghe toàn bộ câu chuyện của các em. Bây giờ các em đang có băn khoăn, có những lo lắng và có những trăn trở về những cửa bước vào tương lai của các em đúng không? Vậy thì bây giờ các em có muốn cô giáo cho lời khuyên không? Có ạ. Bây giờ các em sẽ làm theo cái lựa chọn sau của cô nhé. Thứ nhất, các em hãy chọn nghề phù hợp đúng với sở thích của mình. Thứ hai, các em hãy
chọn nghề theo năng khiếu của mình. Thứ ba, các em hãy chọn nghề phù hợp với kinh tế gia đình của mình. Và thứ tư, các em hãy chọn nghề phù hợp để sau này các em ra trường, các em sẽ xin được nghề. Các em hãy suy nghĩ đi và sau đó sẽ trả lời cô. Cô ơi, em sao vậy Đại? Em muốn trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực da dày. Nhưng nhà em nghèo, không nuôi được em ăn học, mà vào trường học thì học phí quá cao cô ạ. Bây giờ nhà nước có chính sách cho học sinh, sinh viên vay vốn. Ngoài ra thì em có thể học ở các trường mà người ta không thu học phí. Hoặc là em có thể đi làm một công việc gì đó. Sau đó thì em tích lũy kinh nghiệm, tích lũy vốn. Và sau này em sẽ học tiếp. Tất cả các mọi thứ, chúng ta không có việc gì khó cả. Chúng ta chỉ cần có sự quyết tâm này, có sự cố gắng thì chúng ta sẽ làm được. Cố gắng lên em nhé. Em cảm ơn người quê quá. Thế còn Tiến Ngọc, còn em thì sao? Cô ơi, em chỉ học khá mà trường ghi cần điểm cao, em sợ không đỗ qua. Không sao đâu em ạ, thời gian còn dài. Thời gian để cho em tích lũy kinh nghiệm này, cho em bồi dưỡng những kiến thức mà em còn thiếu. Hãy cố gắng, cố gắng nhé. Thế còn Ly? Này, em chỉ học chưa tốt, thanh nhạc thì chưa biết gì, hát chưa hay. Ước mơ của em còn xa vời quá cô ạ. Bình tĩnh nào các bạn. Về với đội của mình. Saxo, Vaxi, Sơn Bả, Madrid, Nao Du, thế nào? Việc nhẹ lương cao. Tiền sai. Còn gì nữa? Cô thấy ý kiến của bạn Cường cũng rất là hay đấy. Nhưng mà theo cô nghĩ thì bạn Cường hãy suy nghĩ lại và kiểm tra lại cái năng lực của mình, xem có cái ngành nghề khác nào phù hợp với mình không nhá. Nào bây giờ các em hãy vui lên, các em hãy thoải mái lên. Và chúng ta cùng thông tin đến tất cả các bạn học sinh nào. Nghề phù hợp với năng lực. Nghề phù hợp với sở thích. Nghề phù hợp với kinh tế gia đình. Nghề phù hợp với nhu cầu xã hội. Nếu như còn thiếu, chưa đủ năng lực, bồi dưỡng, còn thiếu nhiều thứ thì hãy thử công nhân hoặc trung cấp nghề. Nếu chưa đủ kinh tế thì nhờ người thân hỗ trợ khi làm sau đó xin việc. Nếu còn do dự sẽ học lên cấp 3 rồi chọn ngành nghề sau. Bao tài năng thắp sáng ước mơ, thắp sáng tương lai, thắp sáng ước mơ, thắp sáng tương lai. Trung học cơ sở Díu năm 2021-2022 của trường Trung học cơ sở Bản Díu phối hợp với tổ chức LED thực hiện. Đến đây là kết thúc. Kính chúc các thầy cô mạnh khỏe, chúc các bạn học tốt. Xin cảm ơn tổ chức LED đã phối hợp thực hiện.